tuổi trẻ thơ ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc các em học sinh luôn chăm ngoan học giỏi. Chúc các bạn thí sinh bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng xin nồng nhiệt chào đón và chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo, các em học sinh đã đến tham dự chương trình giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ cụm trường tiểu học số 2 huyện Thanh Liêm, bao gồm các trường trường tiểu học Thanh Phong, trường tiểu học Thanh Thủy, trường tiểu học Thanh Hà, trường tiểu học B Điện Khê, trường tiểu học A Điện Khê và trường tiểu học Thanh Tân. Các thành viên trong đội giao lưu từ 6 trường đã có mặt đông đủ trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Để bắt đầu buổi giao lưu hôm nay sẽ là chương trình văn nghệ chào mừng với các tiết mục vô cùng sôi động và hấp dẫn. Đầu tiên, xin mời các vị đại biểu khách quý, các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thưởng thức tiết mục ca vũ an toàn giao thông. Bạn ơi có biết do các bạn đến từ trường trò Thanh Phong trình bày. Xin một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón các em. Xin mời các em. We'll be right back.
ngày vui do các bạn đến từ trường tiểu học Thanh Hà biểu diễn. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to để chào đón các bạn nào. Xin mời các con. Thank you.
tới 30% trong số đó là trẻ em. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Quốc gia, 9 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 14.340 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.113 người, bị thương 11.785 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 14.000 vụ, làm chết 6.000 người, bị thương 11.737 người. Có 51 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 166 người và bị thương 144 người. Có thể nói, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông cho trẻ em chủ yếu xuất phát từ người lớn, do ý thức tham gia giao thông, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng dự đoán để phòng tránh nguy hiểm còn kém. Nhưng bên cạnh đó, bản thân các em do chưa biết cách tự bảo vệ mình tránh khỏi tai nạn giao thông, đã trở thành nạn nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Do vậy, với mong muốn xây dựng ý thức về an toàn giao thông cho các em thế hệ tương lai của đất nước, để các em có thể tự bảo vệ mình tránh khỏi những tai nạn giao thông đáng tiếc, và để các em lớn lên, trưởng thành, trở thành những công dân có ý thức tốt về an toàn giao thông, từ đầu năm 2008, công ty Honda Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông cho trẻ em mang tên An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, và mở rộng ra trên khắp các tỉnh thành cả nước và tổ chức các cuộc giao lưu cho học sinh. Chúng tôi rất mong muốn sau buổi giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ hôm nay, song song với việc triển khai giảng dạy chương trình an toàn giao thông theo giáo trình an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ, các thầy cô giáo trường tiểu học bên Điện Kê và các trường tiểu học khác trong bản huyện sẽ tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ thật lý thú và bổ ích cho các con học sinh. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, về dự với chương trình giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ tại cụm trường tiểu học số 2 ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng giới thiệu đại biểu đại diện cho ban công an thị trấn Điện Khê, ông Nguyễn Huy Hoàng, phó trưởng công an thị trấn Điện Khê, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Về phía các trường tiểu học trong cụm 2, xin trân trọng giới thiệu các thầy giáo, cô giáo là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các thầy giáo, cô giáo dạy bộ môn mỹ thuật, các thầy giáo, cô giáo làm giáo viên tổng phụ trách đội, các thầy giáo, cô giáo phụ trách những đội chơi, đề nghị chúng ta nghe chào mừng. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta cùng chào đón các thành viên trong 6 đội thi đến từ 6 trường khác nhau trong cụm 2, cùng các em học sinh khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 của trường tiểu học bên Điện Khê đã có mặt đông đủ. Đề nghị chúng ta chàng vào tay thật rộng rã để chào đón. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể em học sinh thân mến, thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông qua chương trình buổi giao lưu. Một, văn nghệ chào mừng. Hai, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Ba, phát biểu khai mạc buổi giao lưu. Bốn, bài thi chào hỏi. Năm, các nội dung giao lưu kiến thức của các đội. Sáu, thi vẽ tranh về an toàn giao thông và thuyết trình tranh. Bảy, giao lưu với cổ động viên. Tám, tổng kết và trao thưởng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cô giáo Nguyễn Thị Phượng, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Phong, lên phát biểu khai mạc ngày hội hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11
trường tiểu học A Thiện Khê, tiểu học B Thiện Khê, tiểu học Thanh Hà, tiểu học Thanh Phong, tiểu học Thanh Thủy và tiểu học Thanh Tân tổ chức giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ. Thay mặt cho lãnh đạo của 6 nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào đón các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh đã về dự buổi giao lưu ngày hôm nay. Xin kính chúc các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trong công tác và học tập. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh, chúng ta đang sống trong những năm ở thập niên thế kỷ 21 với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ, khoa học, kỹ thuật và sự tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế trong xu thế hội nhập và phát triển. Để đáp ứng yêu cầu của xã hội thì hệ thống giao thông cùng các phương tiện giao thông cũng ngày một tăng lên. Chính vì vậy, mỗi người dân cần phải hiểu biết luật giao thông và có ý thức thực hiện nghiêm túc những quy định khi tham gia giao thông để hạn chế thấp nhất sự rủi ro, đảm bảo sự yên bình rồi hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, các em học sinh cần được trang bị những kiến thức về luật giao thông, giáo dục ý thức tự giác nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông. Trong chương trình giáo dục an toàn giao thông, các em đã được học những kiến thức về luật an toàn giao thông và thực hành xử lý các tình huống giao thông thường gặp. Song để những kiến thức đó trở thành nhuần nhuyễn với các em và có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng thì việc tuyên truyền giáo dục trật tự an toàn giao thông là rất quan trọng và cần thiết. Chương trình giáo dục an toàn giao thông nhằm giúp các em và cộng đồng hiểu rõ hơn về luật giao thông, từ đó có ý thức bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng. Buổi giao lưu hôm nay sẽ tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, những tình huống giao thông rất thực tế và dí dỏm, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ những bài học về an toàn giao thông. Ấn tượng về buổi truyền thông sẽ là những hình ảnh, là bức thông điệp sinh động về an toàn giao thông mang trái đến cho mọi người, mọi nhà. Qua giao lưu, các em sẽ mạnh dạn, tự tin, cởi mở và có tư duy sáng tạo, góp phần thúc đẩy hoạt động học tập và tu dưỡng đạo đức được tốt hơn. Với ý nghĩa đó, tôi xin tuyên bố khai mạc giao lưu an toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ của cụm trường tiểu học số 2. Một lần nữa, xin chúc sức khỏe các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Phượng, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Phong. Kính thưa quý vị, mỗi cuộc thi chúng ta đều cần đến những người cầm cân nảy mực, những đánh giá khách quan và công bằng của những vị giám khảo đáng kính. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin được giới thiệu thành phần ban giám khảo. Một, cô giáo Đào Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường tiểu học B Thiện Khê, trưởng ban. Hai, cô giáo Phạm Thị Báu, phó hiệu trưởng trường tiểu học A Thiện Khê. Ba, thầy giáo Cao Thành Công, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Phong. 4. Cô giáo Trần Thị Hương, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Thủy. 5. Cô giáo Lại Thị Xuyến, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Tân. 6. Thầy giáo Lại Duy Tâm, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Hà. 7. Thầy giáo Vũ Văn Kiệt, phó hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Hà, thư ký tổng hợp. Cô đề nghị tất cả các bạn học sinh chúng ta hãy dùng một tràng pháo tay để chào đón ban giám khảo của chúng ta. Và sau đây sẽ là phần vô cùng quan trọng mà chúng ta đã trông đợi từ lâu. Các đội chơi ơi, các bạn đã sẵn sàng cho phần thi chào hỏi của mình chưa? Vâng. Và đầu tiên, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho đội mang tên Đèn Đỏ đến từ trường tiểu học Thanh Tân. Xin mời các bạn tiểu học Thanh Tân ạ. Thank you.
cùng đi. Ta 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 chúng ta cùng lên đi. Ta cùng đi chứ an toàn ta nhớ. Ta cùng đi an toàn ta cùng đi. Ôi xe an toàn ơi chờ tôi với. Xin chào xe an toàn đi đâu đó. Xin chào quý khách, chúng tôi đi dự cuộc thi an toàn giao thông dành cho học sinh tiểu học đây. Vậy hả, cho tôi đi với. Và bạn lên xe. Kính thưa quý vị, đội dự thi an toàn giao thông của trường tiểu học Thanh Tân, chúng tôi lấy tên là đội đèn đỏ. Đèn đỏ đội tôi đến từ Thanh Tân, cùng 6 thành viên xin tươi ý nhảy. Bạn Phạm Hoàng Thi phong làm đội trưởng, bạn Lê Thùy Vi dáng người mũm mĩm học giỏi hát hay, thầy yêu bạn quý bạn Đào Khánh Hiền. Nhỏ hai cái bạn Vinh Phương Vinh tính toán thông minh không ngang nên trí làm gì cũng trí tính hơi nhút nhát là bạn Khánh Băng chăm chỉ hiền lành là bạn My đó. Tham gia hội thi an toàn giao thông chúng em mong muốn tất cả an toàn khi đi xe đạp không tàn hàng ngang đi bộ hiểu nhẹ. Xe về bên phải, không đi bên trái là rất hiểm nguy. Muốn đi qua đường, phải quan sát kỹ để tránh tai nạn cho bản thân mình và lại an toàn cho người qua lại. Khi ngồi xe máy và hiểm đôi lên, nhắc nhở mọi người cùng nhau thực hiện. Tuyên truyền giao thông đó chúng em cùng
Xin chúc mừng các bạn trường tiểu học Thanh Tân đã hoàn thành phần dự thi của mình. Và tiếp sau đây sẽ là đội thi mang tên một loài chim hót rất là hay, đó là chim họa mi đến từ trường tiểu học Thanh Phong. Các bạn hãy cùng cổ vũ thật nhiệt tình cho đội họa mi bằng tràng pháo tay thật lớn nào. Thank you.
đến từ